Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục lên sóng giới thiệu với người anh em một dòng mixer bàn hãng Elehit, một dòng mixer nổi tiếng của Anh Quốc ha. Model nó là Z10 EPIC. Con này thì có effect, 16 kênh effect và 16 cái hiệu ứng này mình chỉnh được luôn, mình chỉnh được bằng cái tab delay, chỉnh nhanh chậm luôn. Và đồng thời nó có cổng USB để mình kết nối với máy tính để trình phát nhạc hay khác livestream đầy đủ các kiểu luôn ha. Và có đường playback luôn, rồi playback mình chơi đường này, playback thì mình cắm cổng USB thì mình vặn cái này lên là playback ha. Còn mình cắm nhạc máy tính hay TV điện thoại vô thì mình vặn cái này. Chuyện này lớn nhỏ thôi ha. Dòng mixer cực kỳ xịn sò nha anh em giới thiệu dòng software cho anh em xem về cái ngoại thất gần như là đẹp như mới ha. Dòng mixer Anh xuất nhập ha. Đấy, Elehit Anh xuất nhập. Tem bắt con này đúng không? Điện áp của con này là chạy 100V nha. 100V. Tem của Nhật còn nghiêng đai nghiêng kiện ha. Anh em thấy nhìn thấy là hiểu được. Chứ mình không phải nói khoác đâu. Đấy, cái tem bắt luôn con đầy đủ. Mẹ bắt series rồi này. Đó, thấy chưa? Còn rất đẹp. Nói chung là rất đẹp, đẹp như mới trên 90%. Đấy, anh em thấy chưa? Mình quay gấp ở đây nữa này. Đấy. Và vấn đề chính của mixer thì vẫn là đầu vào đầu ra ha. Thì con này nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 đầu vào ha, 10 đầu vào. Cộng với hai live stand nữa là 10 đầu vào không? 10 đầu vào. Và ngõ rack ngõ 1 2 3 4 thì rack Canon chấm mic hoặc là rack 6 ly là được luôn ha. Rồi đường nhạc hai live stand và hai live playback nữa ha. Đầu tiên mình quan tâm đến mixer thì cái vấn đề là vận hành của nó thì cũng hết sức đơn giản. Em xin giới thiệu sơ qua. Đầu tiên thì mình chỉnh EQ của nó. EQ gồm có EQ nhạc và EQ của mic. Thì bằng những cái nút này nè người anh em. Cái này là gain hồi số khuếch đại tín hiệu đầu vào, mình vặn lớn nhỏ này. Rồi chép, trung chép, trung bass, bass. Đấy, mấy cái gain này ha. Cái EPIC là cái effect đó người anh em. Effect này một hàng vàng, nút vàng này là effect. Mình muốn cái đường nào có effect thì mình mở ra và đồng thời phải đưa cái effect tổng này lên ha thì nó mới có hiệu ứng ha. Rồi cái EQ này thì dùng để ghép effect rời hoặc là xin tín hiệu đi đánh sub hoặc là làm monitor các kiểu. Nói chung là anh em ứng dụng làm sao cho nó hợp lý đối với mục đích sử dụng của mình là ok rồi ha. Cái này là bên là cái đống loa trái phải, còn cái đây là cái vô lượng ha. Còn mấy cái nút nhấn này nhấn vô thì gửi qua listen là phone, rồi recorder, rồi vậy thôi, gửi tín hiệu thôi. Đấy, cái này em chỉnh cái quy cho anh em thấy này. Đang chép này, đang bắt này đó, anh em thấy chưa? Rồi sao quảng cáo vậy anh ấy? Rồi chép này đó, anh em thấy chép chưa? Bắt này. Rồi tiếp theo là giờ tới cái tiếng effect của nó này. Đầu tiên mình vặn cắm mic vô đây này, mình vặn lever lên này, rồi vặn cái vô lượng lên, mình gửi. Mặc dù nút này gửi nhưng mà nút này chưa có mở thì vẫn là không có effect này. Em thử nghe này. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, nó không có effect đúng không? Bây giờ mình sẽ vặn effect lên này. Đấy, vặn lên là có effect này. Lên 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thấy tiếng effect rất là dày, dày trô rất là ngọt ngào, nói xì. Anh em mình test mic hay test cái kiểu đó ha. Và cái một điều hay ở nữa là cái này là cái kênh mình chọn, kênh này ví dụ như đây là kênh số 3 đúng không, em chọn xuống kênh số 4 đi ha, số 4 này ha. Đấy, lên 1 2 1. Đấy, như mình không thích kênh số 4 mình chơi kênh số 2, số 1 đi, số 1 đi ha. Như vậy đây. Lên đi. 1 2. Đó. Có rất nhiều kênh. Khi nào mình chọn qua cái đèn màu vàng này nó sáng lên này người nè, cái đèn màu vàng này nè. Này, ví dụ em làm lại này ha. Như này là băng E ha, băng A thì từ đây ha. Băng B thì từ kênh số 9 đến kênh 16 này, em nhấn xuống cái này băng B nó sáng này. Thì băng B nó tương ứng với bên này ha. Ví dụ như kênh số 9 này. Kênh số 9 mình đang đợi kênh số 9 là reverb này. Lên 1, 2, 6, 10, lên. Đấy. Và cái cách chỉnh hiệu ứng sao em bày luôn này. Chỉnh hiệu ứng thì một tay mình không biết đây. Một tay mình đè chữ tab này xuống này. Đè cái tab xuống ha.
À, anh em thấy là đang là mức lớn này, mình nhấn cái này lớn nhỏ này, lớn nhỏ này, lớn nhỏ này. Ví dụ như mình cho tiếng reverb 50 đi. Thì độ vang vọng nó sẽ nhỏ lại. Lên 1 2 6 10 lên. Đó, mình muốn cho nó maximum mình cho nó reverb lớn lên không? Để xuống, bấm lên. Đó, cái đèn đang lên đó anh em thấy không? Đó, cho mức maximum thì thế. Lên 1 2 6. Đó anh em thấy chưa? Rồi ví dụ như kênh nào vậy ha, kênh nào chính cũng được hết á. Ví dụ như kênh super thì tap delay đi ha. Tap delay này. Lên 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 1 1 1. À, ví dụ như đây là mình nó nháy nhiều đúng không? Giờ muốn cho nó nháy ít, mình giảm xuống. Mình đợi cho hai mức thôi ha. Nó nháy ít này. Lên lên 1 1 2 2 lên lên. Đó, anh em thấy chưa? Giờ muốn tăng độ nháy lên không? Bấm đây. Đó, tăng lên. Đó, tăng lên nữa. Nha. Lên 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 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2. Đó, thấy chưa? Thấy hay chưa? Cái tab delay chỉnh rất hay không? Nó dở lắm, nó dở chỉnh lắm, tại vì do là mình chưa có dùng nó nên mình thấy nó khó, chứ khi mà về mình dùng rồi, ví dụ như em đang chỉnh cái tab delay là nằm tầm số 4 đi ha. Số 4 ha, thử cho anh em coi nè. Lên 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 1 1 1 2 2 3 4 5 6 10. Đó, tầm này là im rồi ha. Tầm này là quá rồi đó. Thử đúng rồi ha. Tới hát bài ca người ca Hà Nội, ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim ta. Đó anh em thấy không? Xét luôn này, đó này, đó anh em thấy không? Thấy không? Nó khi mình chỉnh đúng tần số và mình không có vặn những cái gain này này, đây em đang đỡ 50-50 hết này, mình đừng có vặn gain nó quá mất ngưỡng thì nó mới hú. Chứ bình thường cái mixer nó cũng rất khó hú. Chứ không phải là nói như mixer nó không có chống hú, nó hú nó chống hú theo kiểu chuyên nghiệp, chứ không phải là như những con vang cơ vang số thì nó hú là rít này ha. Em ha. Đó mình rầm rầm này, xác lo rồi ha. Hú đâu. Lên lên lên. À, rất là ngon ha. Con này anh em đi làm show là nhất luôn. Nói đến Elehit thì chất âm tiếng ke nó rất là hay, nó chỉ đứng sau Dynacord thôi. Mà Dynacord thì quá đắt đỏ ha. Và một cái hàng như này em đang bán với giá 6.500.000 đồng, giá bán chưa cùng phí ship ha. Đấy, người anh em nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.